Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ tối qua đến sáng nay có nơi trên 90mm, như tại Sầm Sơn của Thanh Hóa là 186,4mm, Bắc Sơn Ninh Bình 148,8mm, tại Nam Thịnh Thái Bình 111,6mm và Giao Thủy của Nam Định là 98,8mm. Dự báo trong hôm nay, mưa ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn tiếp tục diễn ra. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ nên tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong ngày vẫn có những khoảng gián đoạn mưa, dẫu vậy thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ quanh ngưỡng 31 đến 32 độ. Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng nắng nhiều và có nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ cao trong khi độ ẩm trong không khí lại giảm thấp, nhất là thời điểm giữa trưa và chiều, độ ẩm giảm xuống chỉ còn ở ngưỡng từ 50 đến 60%, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư hay cháy rừng là khá cao. Người dân cần hết sức lưu ý. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay xác suất mưa xảy ra rất thấp, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 độ. Nếu di chuyển ngoài trời thì quý vị sẽ cảm thấy oi nóng, vì thế nên bổ sung đủ nước và mang theo các vật dụng che nắng bên mình. Tối và đêm, mức nhiệt hạ về còn 26-27 độ, cộng với gió biển nên cảm giác sẽ mát mẻ hơn. Ở phía Nam, ban ngày thời tiết vẫn là trạng thái nắng ráo với nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 30-33 độ, cục bộ có nơi nắng nóng. Còn tại Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 34-37 độ. Gió Tây Nam chủ yếu hoạt động với cường độ yếu, vì thế chiều và tối khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo là hầu như chỉ có mưa dưới 1/2 diện tích khu vực. Với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 34-35 độ. Chính vì vậy mà các phụ huynh đưa đón con em mình dự thi kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-25 sẽ cần mang thêm nước và chống nắng cho các em đầy đủ để đảm bảo sức khỏe cho những ngày thi tới. May mắn là tối và đêm thì mưa có khả năng xảy ra, nhưng không nhiều. Tuy vậy cũng sẽ giúp cho thời tiết dễ chịu hơn. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.